Hi, xin tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh kiếm tiền online Ctyc. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái kèo 100% ăn. Ở đây là một kèo tiền tươi nhá. Hiện tại thì đã có rất là nhiều người rút về thành công rồi và mình đang chờ rút là 7 đô nhá. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là chỉ trong vòng 2 hôm ăn lãi này. Từ ngày mùng đây nhá, mùng 6 tháng 3 này. Ngày mùng 7 tháng 3 này thì mình đã nhận được là 7,7176 USDT và cái USDT này thì hiện tại thì giá nó rất là cao, nếu mà các bạn bán nhỏ lẻ thì cũng được tầm từ 22 đến 23 đô 22 3k trên một đô nhá. Thì cái này của mình đang rơi vào khoảng là 150k. Kèo khá là ngon và rất là ok Rút tiền thì 100% về nhá Và kèo này không bao giờ scam luôn Và mọi người đăng ký sẽ nhận được uh, tiền Sau đó thì mọi người sẽ gửi ăn lãi như mình Ở đây thì mình đang có tiền ăn lãi này Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhá rồi thì cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả thì các bạn kích vào nhé Hoặc là các bạn sẽ luôn join vào cái kênh style Telegram của mình là CTX kiếm tiền online để mọi người cập nhật những cái kèo mới nhất nhé Mình sẽ đăng ở đây trước sau đó thì mình làm video hướng dẫn cho mọi người Thì mọi người đọc kỹ hướng dẫn ở đây thì mình cũng đã nói rất là chi tiết rồi Bạn nào không hiểu thì mình sẽ thì các bạn tiếp tục xem video nhé Đầu tiên thì mọi người sẽ ấn vào cái phần link đăng ký này giúp mình Rồi đến cái bước này thì đầu tiên mọi người sẽ điền cho mình cái địa chỉ email của mọi người nhé sau đó thì mọi người sẽ làm gì? Mọi người sẽ nhập cái chữ hình này. đây có 31GE này. Mọi người sẽ nhập giống hệt ở đây. Và lưu ý là cái chữ hoa, chữ thường á. Rồi, đến tiếp theo thì mọi người sẽ ấn là nhận mã này. Xác minh. Thì nó sẽ gửi về cái địa chỉ email của mọi người. Một cái mã gồm 6 ký tự. Mọi người nhập vào đây nhá. Sau đó thì mọi người sẽ đặt cho mình cái mật khẩu từ 6 đến 30 ký tự. Đây là cái mã rep của mình. Thì các bạn nào mà không có mã rep thì các bạn có thể nhập cho mình là 497205 nhá Sau đó thì mọi người sẽ ấn đăng ký ngay giúp mình. Rồi, sau khi mà mọi người đăng ký thành công á, nó đã báo là mọi người đăng ký thành công thì mọi người sẽ ấn là tải xuống MacroPay nhá. Mọi người sẽ tải xuống luôn cái ứng dụng này giúp mình nhá. Ở đây thì mọi người sẽ đưa được đến là download ABK hoặc là Google Play. Cái ứng dụng này thì hiện tại không có trên iOS nhá. Thì các bạn có thể sử dụng là ABK hoặc là Google Play nhá. Tiếp theo thì mọi người sẽ tiến hành cài đặt, sau đó thì mở ra giúp mình. Ok, sau khi mà mở ra được thành công rồi thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phần dưới phần trang chủ này. Ở đây nó sẽ có tài sản, chỗ tìm thấy hoặc là của tôi. Hiện tại thì mình đang để tiếng Việt nhá. Thì mọi người kích vào cái phần của tôi này. Mọi người sẽ nhấn lên cái phần đăng nhập đăng ký nhá. Sau đó thì mọi người sẽ tiến hành đăng nhập vào. Hiện tại thì mình đang đăng nhập thành công thì nó sẽ có cái địa chỉ email của mọi người ở đây. Ok và mọi người lưu ý là cái tài khoản với cái ví thì sẽ không liên quan gì đến nhau. Nên mọi người cần phải lập cho mình một cái ví thì mọi người kích xuống cái phần tài sản này. Mọi người nhìn thấy phần tài sản không? Thì mọi người sẽ tạo cho mình cái ví nhá. Ok, thì mọi người sẽ ấn cho mình là tạo ví mới thì nó sẽ cho mọi người cung cấp một cái mã uh, một một cái mã để mọi người uh, gọi là key ấy. một một cái mã key để mọi người có thể sao chép và tạo ví. Thì ở đây mọi người sẽ ấn sao chép và lưu trữ thì nó sẽ hiện cho mọi người một cái mã 12 ký tự như của mình nhá. Sau đó thì mọi người ấn sao chép và lưu trữ an toàn. Thì nó sẽ cho mọi người đến là cái xác minh ví. Thì mọi người sẽ nhập cho mình thứ tự này. Ví dụ thứ tự theo đúng cái chuỗi 12 ký tự đây nhá. Mọi người sẽ nhìn thấy cái địa chỉ này. Uh, 12D nó sẽ theo hàng ngang này chữ là Rick Gesto này nói chung là một hai ba đấy mọi người sẽ đến cuối cùng là số 12 ở đây nhá thì ở bước này thì mọi người sẽ nhập lại như y hệt như cái ảnh lần trước thì mọi người có thể nhìn thấy mình bọn nhập mẫu này như là Rick này Gesto này Tâu này mọi người sẽ nhập nhập dần dần đến là số 12 sau đó thì mọi người ấn hoàn thành thì mọi người sẽ tạo ví thành công nhá Ok, đây chính là cái giao diện mà khi mà mọi người tạo ví thành công rồi Để làm sao mọi người nhận được là 1.000 marks miễn phí và mọi người có thể tham gia được gửi lãi like, Thì mọi người sẽ kích vào cái phần ở giữa đây là cái mục tìm thấy nhá Mọi người sẽ kích vào cái mục đó giúp mình Rồi, sau khi mà kích vào cái mục tìm tì, tìm, thấy thì các bạn sẽ kích lên cái mục million one này Ok, mọi người sẽ kích vào đây nhá Đối với những cái tài khoản mới á, hay là những cái tài khoản mà mọi người chưa nhận được là 1.000 mark thì nó sẽ hiện cho mọi người nhận 1.000 mark nhá. Mạng của mình đang khá là lang thì mọi người sẽ đợi một chút nào. Đó thì mọi người sẽ nhận thấy là nó sẽ hiện lên chỗ mọi người là mark lời hứa là nó sẽ cho mọi người miễn phí là 1.000. Hiện tại mình đang có 17.000 đây nhá mọi người nhá. Mọi người sẽ kích vào đây, mọi người sẽ ấn nhận giúp mình. Khi mà mọi người ấn nhận thành công thì nó đã bắt đầu gửi lãi cho mọi người rồi nhá. Đó thì mọi người có thể nhìn thấy là mỗi rep thì mọi người sẽ nhận thêm là 500 mark nữa. Cái keo này thì mọi người có thể đi tuyển bạn bè hoặc là cheat được nhá. Mọi người cần phải cheat để mọi người có thể đủ min rút, mình nghĩ vậy. Tại vì sau vòng 2 ngày của mình mình chỉ mình nhận được là đây mình sẽ kích vào cái phần USDT nhá Mọi người sau một ngày thì nó sẽ loát lại cho mọi người Và nó sẽ cho mọi người là USDT Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là uh, Thu nhập thử nghiệm của mình nhá thì uh, hình như là mình nhận được khá là sớm tại vì mình hay vào này, ngày mùng 5 tháng 3 này. Ok. Và thu nhập thử nghiệm là ngày mùng 6 tháng 3 thì mình nhận được là 4,48 488 USDT này. Uh, ngày mùng 7 tháng 3 là 2,688. Không biết tại sao nó bị chữ tranh lệch như thế. Mình nghĩ là càng ngày sau nó càng lớn hơn nhưng không phải nhá. Chắc là việc chia lãi theo kiểu như thế nào. Ở đây thì mọi người chỉ cần ấn rút tiền thôi nhá. Rồi. Mọi người sẽ rút tiền thì nó sẽ có một cái địa chỉ ví ở đây thì các bạn có thể hình như là có thể sửa được ví này mọi người có thể rút về trực tiếp ví rc 20 của mọi người như là ví mưu này ví shirt này mọi người rút luôn ở ví ở đây nhá nhưng mình đang rút ngay về cái ví của app này thì cũng được sau đó thì mọi người sẽ ấn là cái phần tối đa và mọi người như ý là tối thiểu sẽ là 5 usdt thì mọi người mới rút ra được rồi, đây là cái sự kiện và mọi người có một lưu ý giúp mình nhá. Cái sự kiện này đối với mỗi một tài khoản thì nó sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày. Nên mọi người làm gì thì mọi người có thể cố gắng là đi tuyển rep hoặc là chít luôn giúp mình nhá để mọi người có thể nhận lãi được. Yeah, mọi người có thể lãi lên là 3,01% thu nhập hàng ngày. Nói chung là sự kiện này thì khá là ổn. Sau 5 ngày thì mọi người có thể tham gia vào để mọi người có thể gửi tiền ở đây hoặc là nhận lãi gì đó gửi các coi còn hiện tại thì nó đang cho kèo free nên mọi người cố gắng làm cho mình nhá min chỉ là 5 đô thôi nên cố gắng lên ạ mọi vấn đề thắc mắc hay không hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp qua facebook của mình link mình sẽ để dưới phần mô tả nhá có nhu cầu bán usdt thì mọi người có thì bán cho mình mình cũng sẽ nhận thu mua luôn cho mọi người ok bye bye hẹn gặp lại